ba câu chuyện, ba bài học giải tai nhân quả, nghe ngay để tránh. Tam thế nhân quả là chỉ nhân quả có quan hệ với tam thế, quá khứ, hiện tại và tương lai. Hiện tại có được những phúc báo hay khổ nạn chính là quả báo của bản thân đã làm từ kiếp trước mà ra. Còn tất cả những gì làm ở hiện tại thì lại là phúc phận và khổ nạn trong tương lai. Cùng Vân Anh nghe những câu chuyện nhân quả dưới đây để thấy được nhân quả luôn hiện hữu quanh ta. Câu chuyện thứ nhất, ông trùm xã hội đen. Lần đầu gặp, tôi thấy Mã Huỳnh đang phóng sinh chim trong niệm Phật đường cùng với một pháp hữu khác. Mã Huỳnh hiện nay hơn 40 tuổi, là một đại hán Sơn Đông điển hình. Tướng mạo giống như nhân vật Võ Tòng đánh hổ trong truyện Thủy Hử. Ông mày rậm, mắt to, vóc dáng cường tráng, tính cách hào sảng, giọng nói như chuông ngân, nội lực mạnh mẽ, nhìn rất oai phong khí thế. Câu chuyện tu hành của Mã Huỳnh cũng lắc léo ly kỳ, có thể dùng câu lãng tử hồi đầu để mô tả. Ông luyện võ từ nhỏ, sau đó đi lính, thân thể rất vạm vỡ, khang kiện. Sau khi giải ngũ, ông ở nhà. Khi luyện võ có một số anh em tới tìm, dần dần lập thành một băng nhóm xã hội đen. Huyện Hoàng Đài nổi danh là nơi ăn chơi, có nhiều vũ trường, nhà hát, quán bar, thanh lâu. Hễ nơi nào các dạng ăn chơi đấu đá càng phát thì thế lực xã hội đen càng mạnh. Mã Huỳnh rất giỏi võ, lại thông minh khôn khéo. Sau nhiều lần tỉ thí, ông nhanh chóng đạt được vương vị và nổi danh trong giới xã hội đen. Ông tự lập đảng phái, làm trùm một cõi, thế lực ngày càng mạnh. Nghề nghiệp cũng phát tương đương, có đệ tử thuộc hạ rất nhiều, mười phần oai phong dũng mãnh. Một ngày, vào năm 2003, ông đến phố Đại Tập, huyện Hoàng Đài dạo chơi. Tình cờ nhìn thấy một ông già bán tượng Quan Âm. Chẳng biết chất liệu tượng thế nào, nhưng ông vừa nhìn lòng đã rất hoan hỷ. Thế là ông lại gần hỏi giá, ai ngờ tới 180 đồng. Ông thấy mắc quá nên bỏ đi. Một tháng sau khi dạo chơi tiếp, ông cũng gặp lão già đó. Lần này lão hạ giá xuống còn 100 đồng, nhưng ông vẫn thấy giá cao nên không chịu mua. Bản thân là trùm giang hồ, nắm quyền sinh sát trong tay. Theo bình thường, nếu thích thì ông đã cưỡng đoạt từ lâu rồi. Nhưng đây là tượng Quan Âm nên ông không dám dở thói giang hồ ngông nghênh. Qua nửa tháng sau, ông đi chơi, lại gặp ông già ấy nữa. Thấy tượng Quan Âm vẫn chưa bán đi, lần này không đợi ông hỏi, ông già tự động mở lời. Xem chừng tượng Phật này và ông có duyên dữ à. Thôi thì lão chỉ tính giá 60 đồng, xem như vừa bán vừa tặng đó nha. Nghe vậy, ông liền móc tiền ra trả, rồi đem tượng về nhà đặt trên bàn trong phòng ngủ của mình. Sau đó, ngồi ngắm tới ngắm lui, lòng rất hoan hỷ. Một tối nọ, sau khi nhậu say bí tỉ, vừa về tới nhà, lòng lăn ra ngủ một giấc. Khoảng 4 giờ sáng, ông thức dậy uống nước. Nhìn thấy tượng Quan Âm trên bàn, ông chợt nảy ra ý nghĩ lạ lùng. Nghe nói Bồ Tát Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, linh ứng phi thường, chẳng biết điều này có thật chăng? Nếu như có thật, thì hôm nay xin Bồ Tát hãy hiển linh cho tôi trông thấy rõ ràng, thì tôi mới tin. Ông vốn là một người vô thần, chưa từng biết khom lưng cúi đầu trước ai. Ông chẳng hề tin mấy cái thuyết nhân quả hay là có quỷ thần gì cả. Nhưng trước đây khi luyện võ, ông cũng thường ngồi tĩnh tọa, song đấy chỉ là luyện khí công mà thôi. Ông vừa vái thầm như thế xong, tự ngẫm nghĩ rồi tủm tỉm cười. Sau đó thì quay về giường ngủ tiếp, nhưng mà ngủ không được. Đang nhắm mắt mơ mơ màng màng thì đột nhiên ông nhìn thấy tượng Bồ Tát Quan Âm như đang phóng quang, ánh sáng màu vàng rực nhưng tỏa chiếu rất ôn nhu. Ông nhìn ánh kim quang lấp lánh, lòng cảm thấy dễ chịu khôn cùng. Bỗng ông giật mình bừng tỉnh thì không thấy Bồ Tát phóng quang nữa. Nhưng hễ nhắm mắt lại thì thấy Bồ Tát lại đang phóng quang. Ông bắt đầu nghi ngờ, chắc tại mình uống nhiều rượu quá nên sinh ảo giác đó thôi. Nhưng rõ ràng tượng Bồ Tát đang cười tủm tỉm,
ông nhìn thấy mặt mày, ánh mắt ngài rất là rõ. Thế là ông hết ngủ được. Tờ mờ sáng hôm sau, ông vội ra ngoài để tìm hiểu những gì liên quan đến Phật giáo. Sau khi hỏi thăm mấy người bạn mới biết gần đấy có chùa Kim Lăng, thế là ông lập tức đến đó. Đây là lần đầu tiên ông đến chùa. Ông đi vòng quanh và xá chào trước mỗi điện, nhưng chả thấy có gì thần kỳ linh ứng. Trong lòng không khỏi chán nản. Nhìn thấy mớ sách thiện báo ứng nhân quả, chùa cho đọc miễn phí để kết duyên, ông liền thỉnh mấy cuốn đem về nhà xem. Đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc với đạo, càng xem càng ưa, càng xem càng sợ. Ông nghĩ, mình mấy năm nay toàn làm việc xấu, trong lòng bắt đầu hối hận hoảng sợ. Nhờ đọc các chuyện nhân quả báo ứng trong sách, ông hiểu ra tất cả các nghiệp mình tạo đều là tội đáng đọa địa ngục. Xem xong mấy cuốn thiện thư rồi, Mã Huỳnh suy gẫm lung lắm. Thế là trong lòng phát sinh thay đổi. Kể từ đó, ông tu sửa rất nhiều, hành sự không còn hung hăng dữ tợn nữa. Nhưng lại dân trong giới giang hồ, mọi sự chẳng do mình tự quyết hết. Ông phải thường tham dự việc của băng đảng xã hội đen. Chỉ là từ đó về sau, ông có niệm Phật, bái Phật. Kế đến, ông còn thỉnh một bức hình Quan Âm cưỡi trên con rồng đen về treo trên vách phòng khách. Rồi cao hứng, ông tới trước tượng khấu đầu mấy cái. Mãi đến một đêm thu năm 2008, tối đó ông về nhà, khoảng chừng 8-9 giờ, vừa bước vào nhà thì thấy Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong hình treo nơi phòng khách, đang bước ra, đứng trên không nhìn xuống ông. Mã Huỳnh hết hồn, vội quỳ xuống, vừa dập đầu như tế sao, vừa lớn tiếng réo gọi vợ mau ra xem. Lúc vợ ông chạy ra thì không còn gì. Ông ngẩng đầu lên thì thấy Bồ Tát trên không cũng biến mất. Lần này ông hết sức tỉnh táo, khẳng định 100% là mắt mình nhìn thấy rõ ràng chứ không phải là ảo giác. Bởi vì ông đã tận mắt nhìn thấy Bồ Tát Quan Âm, nhãn thần ghi khắc tận xương tủy. Cảm giác xúc động này như xuyên thấu cả người ông. Lần này thì ông đã tâm phục khẩu phục, triệt để hối ngộ. Ngày đó ông liền phát thệ trước Bồ Tát Quan Âm: từ đây con quyết sửa lỗi đổi mới, dứt khoát rời khỏi giang hồ, một lòng hướng thiện, nguyện làm lại cuộc đời. Mã Huỳnh tính rất dứt khoát, hễ nói là làm. Vì vậy, hôm sau ông triệu tập đám thuộc hạ, tuyên bố giải tán. Tha thiết khuyên họ từ bỏ việc xấu và giải thích: thiện ác có báo ứng, nhân quả không dối, gieo gì gặt đó, đừng để ác báo trổ rồi hối không kịp. Buông bỏ thì dễ, làm lại rất khó. Mã Huỳnh vốn tính hào sảng, trọng nghị khí. Hồi trước thuở còn cầm đầu băng đảng xã hội đen, hễ tai này thu thì tai kia chi ra, nên đâu có dành dụm được bao nhiêu. Vì vậy, chẳng mấy chốc ông đã lâm vào cảnh phải tìm kế sống. Trước tiên thì vay mượn người, sau đó thì ông cũng tìm được việc trong một hãng xưởng nọ. Bắt đầu đi làm, lương lãnh thấp là phải lao lực nhiều, hoàn cảnh công tác mọi thứ xem như cực kỳ tệ. Nhờ ông có sức mạnh, yêu cầu cũng không cao, đã nhận việc thì ráng mà làm. Nhưng khó chịu nhất là phải làm, nghỉ đúng giờ, chịu đủ luật lệ gò bó. Chưa kể còn phải nhìn mặt thượng cấp mà sống, mà hành xử. Hễ không cẩn thận là bị lãnh đạo mắng té tát cho mất mặt. Tình cảnh này so với thời ông làm thủ lĩnh hét ra lửa, nắm quyền quy một thời, vào ra luôn được anh em cúi đầu vâng dạ, thì đúng là cách xa trời vực. Cứ thế, suốt thời gian dài, Mã Huỳnh cắn răng chịu đựng, luôn đi làm sớm và về thật muộn, bởi ông sợ lỡ đi đường mà gặp người quen sẽ bị họ cười chê. Khi đến xưởng thì ông vừa làm vừa mãi miết trì chú chuẩn đề, nên chẳng giao tiếp với ai. Lúc về nhà thì đa số thời gian đều dành cho việc lại sám hối trước tượng Bồ Tát Quan Âm. Ông sám hối tất cả các ác hạnh xưa kia, cầu Bồ Tát khoan thứ gia hộ. Như thế được hơn nửa năm, ông mới bắt đầu giao lưu cùng đám thợ trong xưởng.
nhưng hễ trò chuyện là ông khuyên người hướng thiện, tin nhân quả, vân vân. Sau này, nhờ ông cảm hóa mà trong xưởng có được hơn 70 người tin Phật, chịu thờ Phật. Một năm sau, đột nhiên, ban lãnh đạo xưởng cho ông thuyên chuyển đến chỗ khác làm việc. Công tác nơi đây tương đối thanh nhàn, mấy ngày không làm cũng chẳng ai đến hỏi, lương cũng cao hơn nhiều. Mã Huỳnh hiểu rõ đây là Bồ Tát Quan Thế Âm che chở, ngầm giúp ông có điều kiện để tu hành tốt hơn. Vì vậy, ông càng thêm tinh tấn. Chùa Hoa Nghiêm mỗi năm thường tổ chức đã thiền thức. Chỉ cần lúc rảnh, không làm việc gì thì ông đến tham gia. Có khi tham dự ba thiền thức, hành trì không chút giải đãi. Lúc này, ông đã phát thiên nhãn thông, nhìn thấu suốt rõ ràng. Trong thời gian tham dự thiền thức, ông thường thấy thiền đường biến thành một ao sen cực lớn. Trên không có rồng vàng ba lượng chung quanh. Có lúc còn xuất hiện thiên nữ đến đạo tràng, rải hoa mạng đà la lên các vị đồng tu. Có lúc ông nhìn thấy các cảnh như trong kinh tường thuật, nhìn thấu xuống địa ngục, thấy vua Diêm La vừa mập vừa thấp, còn hai quỷ vô thường hắc bạch thì ốm và cao, nhưng trong dáng vẻ chẳng hung ác. Có lúc không nhịn được, ông đem những điều mình thấy hỏi thầy trụ trì Thường Tịnh, thì sư phụ luôn nhắc ông. Phạm những gì có hình tướng đều là hư giả. Cảnh lạ dù có hiện rồi cũng hóa thành không, ngàn vạn lần chớ nên chấp trước vào đó, nếu không sẽ bị lạc tà. Do ông có túc duyên rất sâu, khả năng thần thông càng tu càng phát mạnh, sư phụ sợ ông chấp trước sẽ bị lạc ma cảnh, nên kể cho ông nghe rất nhiều chuyện người ta vì mê chấp tham cầu thần thông mà bị tẩu hỏa nhập ma. Mã Huỳnh cung kính thọ giáo, tham dự thiền thức xong, ông nhận thấy thời mạt pháp đạo yếu ma mạnh, đám ngoại đạo thiên ma yêu tà quỷ mị tàn hại bừa bãi. Người tu nếu thiếu chút cảnh giác không cẩn thận thì sẽ bị rơi vào cảnh quỷ ngay. Do vậy ông liền phát đại nguyện: cả đời con xin dâng hết cho việc hộ trì chánh pháp, hộ trì người tu. Phát nguyện xong, ông lập tức đến Phật Sơn Cổ Tự ở Tứ Xuyên, Bành Châu, bá kiến Hòa Thượng Quảng Ngộ, đệ tử của Đại sư Tế Trần, học pháp Uế Tích Kim Cang. Học xong về nhà, ông tiếp tục tu thiền định. Pháp Uế Tích Kim Cang thuộc Mật Tông Đời Đường, cũng thuộc dạng giáo ngoại biệt truyền như Thiền Tông, là pháp môn phương tiện Phật Thích Ca đặc biệt khai mở thuộc về biệt mật. Uế Tích Kim Cang được hóa thân Phật Thích Ca tuyên thuyết. Lúc Ngài thì hiện nhập Niết Bàn, pháp này không sợ ô uế, cho nên gọi Uế Tích Kim Cang, dùng đại thần lực hàng phục quỷ đạo, hộ trì người tu hành đời sau, còn có tên là Đại Quyền Thần Vương Phật. Đầu năm 2009, một tu sĩ tới tìm Mã Sư Huynh. Vừa bước vào nhà thì đến trước Phật lễ bái. Lễ xong, thầy liền nói: quả là Bồ Tát Quan Thế Âm hiện hữu nơi Phật đường của ông. Thầy này là Pháp Sư Minh Đăng, đồ tôn của Hòa Thượng Hư Vân. Thầy Minh Đăng xuất gia từ nhỏ, cả nhà vốn rất sùng mộ Phật, nên từ ấu thơ thầy đã biết kính tin Phật Pháp. Lúc ở nhà, thầy thường bế quan tu hành. Năm đó, thầy bế quan giao cho muội muội hộ thất, sắp tròn 100 ngày, thì bỗng có một bà lão phát bị đến nhà thầy gõ cửa xin ăn. Lúc đó, nhằm buổi độ ngọ, dùng trưa. Phụ thân thầy đang ăn cơm, trên bàn có hai đĩa rau, ông thuận tay liền trút một đĩa cho bà già. Bà lão bỗng ngước lên trời cười to rồi bỏ đi. Phụ thân không để ý, cứ tiếp tục ăn cơm. Lúc này, Minh Đăng đang nhập định, bỗng thấy linh ảnh Bồ Tát Địa Tạng xuất hiện, bảo: vừa rồi, Bồ Tát Quan Âm đến nhà, vì sao không ra nghênh tiếp? Thầy lập tức xuất định, kêu muội muội hỏi thăm: vừa rồi, có ai đến nhà mình hay không? Muội muội đáp: có, là một bà lão xin ăn. Và cô kể cho thầy nghe tình huống lúc đó. Thầy Minh Đăng liền dậm chân than: cha chúng ta làm lỡ mất dịp tiếp đón Bồ Tát Quan Thế Âm rồi.
Trong các cổ sử Phật giáo thường kể, chư Bồ Tát hay hóa hiện qua thân phận ăn mày để độ sinh, vì vậy việc này không có gì lạ. Sau khi chủ và khách đều yên vị rồi, Bình Đăng mới kể cho Mã Huynh nghe, nguyên là mấy ngày trước, thầy mộng thấy Bồ Tát Quan Âm nói rằng, hiện có hai vị cư sĩ đang cần bế quan và bảo thầy hãy nên tìm đến hộ thất giúp đỡ, tận sức chăm sóc họ. Ngài còn mách rõ tính danh và địa chỉ hai người này. Một người ở Tế Nam là nữ, một người chính là Mã Huynh. Sau đó, hai bên cùng bàn luận Phật Pháp rất tương đắc, hoan hỷ. Kế đến, thầy Minh Đăng gọi điện thoại, dặn dò cho vị sư huynh ở Tế Nam lo liệu các việc cần, rồi dẫn Mã Huynh theo thầy đến khu thiền thất đặc biệt dành riêng cho người bế quan chuyên tu. Mã Huynh nhập thất đến ngày thứ hai, trong định thấy đích thân tôn giả Mật Tông hiện ra bảo: ngồi thất này là đất thành Phật, nhất định ông phải tu cho tốt. Mã Huynh cảm thấy được khích lệ rất lớn, liền phát nguyện, còn nhất quyết tu cho đến khi đạt chánh định vô thượng. Nhập thất đến ngày 21, các chủng tử xa xưa và trúc nghiệp hiện hành, đủ loại cảnh tiền trần hậu thế tranh nhau kéo đến, khiến phiền não bùng khởi, sâu xé, làm Mã Huynh xuất phát cuồng, khó thể nhẫn thọ, chỉ muốn đứng dậy xuất quan. Trong giây phút khốn khó, lúng túng nơi ải quan sinh tử, thì tôn giả Mật Tông Song Kha Ba một lần nữa lại xuất hiện. Ngài giảng pháp tâm yếu đại thừa cho. Mã Huynh nghe xong thì cuồng niệm tan dần, đột nhiên trong khoảnh khắc, cảm giác thân như có vật gì rụng rơi và hoắc nhiên nhập định. Đến lúc xuất định, như có sở ngộ, Mã Huynh liền nói kệ: ngàn dặm tới đây để bế quan, chỉ vì chưa thấy được trời xanh, bất ngờ đất bằng rền tiếng sấm, từ đây mê ngộ hết liên quan. Đến ngày 41, tâm khinh an hỷ lạc, pháp hỷ sung mãn, xuất định, rồi ông lại nói kệ: đảnh lễ tối thượng tôn, Thích Ca đại hiền nhân, còn này hết mê hoặc, từ đây rõ tự tâm. Đến ngày 46, thân tâm câu vong, nhập đại chánh định. Lúc xuất định thì không còn khác biệt giữa xuất định và nhập định nữa. Ông lại nói kệ: thân chưa xuất gia, tâm xuất gia, có tóc cũng như không tóc mà. Từ nay học theo Bồ Tát hạnh, áo vải thay cho áo cà sa. Tối đó công đức viên mãn, Mã Huynh cười lớn ra thất. Kể từ đó, ông bắt đầu hiện đại thần thông quảng độ chúng sinh. Xin kể sơ qua hai chuyện. Năm 2009, huyện Cao Thanh có một phụ nữ được chồng lái xe chở tới chỗ Mã Huynh. Cô này làm thần bà, là bà đồng điển hình, quanh năm xem bệnh chữa trị cho người. Trước đây cô bị hồ ly giữa xác rất linh nên kiếm được bộn tiền. Tùy theo tham tâm ngày càng thịnh mà âm khí trên mình cô ngày càng lớn, kết quả đã chiêu vợ thêm hai con rắn đến giữa xác nữa. Hai bên hồ ly và rắn gái dựa thì tránh sao cho khỏi cảnh tranh quyền. Chúng đấu nhau một hồi, do hồ ly đạo hạnh cao hơn nên đã thắng. Nhưng hồ ly không gái dựa trên mình cô hoài, vì nhiều lúc nó phải quay về chỗ của nó. Do vậy, hai con rắn không cam tâm, chỉ đợi hồ ly vừa rời đi thì liền gá vào thân cô này báo thù. Cô này bị dài vò lăn lộn khó chịu, đau tới chết đi sống lại. Khi đó cô đi bệnh viện khám, nhưng bác sĩ đâu thể trị loại bệnh này. Vì vậy cô khám nhiều lần, tốn tiền lắm mà chẳng có kết quả. Chứng kiến vợ bị bệnh hành nguy hiểm, chồng cô đi khắp nơi tìm người cứu. Đã đến rất nhiều chỗ, nhưng không ai trị nổi. Cuối cùng đành tìm đến Mã Huynh. Khi xe dừng trước cổng, phụ nữ nọ sống chết gì cũng không chịu xuống xe. Té ra, hai con yêu gá trên mình cô do quá sợ Mã Huynh nên phản ứng như vậy. Mã Huynh nhìn thấy chúng rất rõ, nên ông lập tức trì chú chuẩn đề, thỉnh thiên tướng đến thu phục hai con rắn, thì cô này mới chịu vào nhà. Lúc đó, mặt mày cô tái nhợt, lộ vẻ mệt nhọc, vừa vào thì nằm dài trên đất. Mã Huynh hỏi tà giữa xác:
vì sao hại người? Con rắn dựa sát lên tiếng qua miệng của cô. Nó giải thích là chỉ định dựa vào cô xem bệnh cho người, nhưng do đấu không lại con hồ ly trên mình cô, nên thừa lúc hồ ly đi vắng, nhập vào báo thù. Còn khai là bọn chúng đã hút phân nửa khí huyết trên người cô rồi, chỉ còn lần nữa thì hút sạch. Bà Huỳnh biết rắn nói thật, vì ông quan sát thấy, nếu cứ theo đà này, bà đồng kia không sống được 20 ngày nữa. Hai con rắn này gồm một con lớn một con nhỏ. Con lớn thuần trắng, còn con nhỏ màu trắng, nhưng cuối thân có một lằn đen. Chúng sống lâu cũng đã 700-800 năm. Do có túc thế nhân duyên với bà đồng này, lại thêm tham tâm trong lòng bà quá cao, nên mới chiêu cảm chúng tìm đến. Trong tình cảnh này, chỉ có hòa giải đôi bên mà thôi. Mã Huỳnh hỏi con rắn, dựa trên thân người này, các ngươi được lợi gì? Chúng đáp, một là được văn danh, tiếng tăm đồn xa, còn có được nhiều đồng loại tìm tới quy phục, tăng thêm nhiều quyến thuộc, thế lực càng lớn. Hai là có nhiều lợi dưỡng cúng dường, thấy người bị dựa kiếm được nhiều tiền thì phải cung phụng bọn chúng, nhờ vậy mà hưởng dụng càng phong nhiêu. Thật ra, thế giới loài rắn cũng giống như nhân gian, đều có tâm tham cầu vinh danh lợi dưỡng, nhưng ở rắn tâm tật đốn mạnh hơn và tâm tranh đoạt cũng hung dữ hơn, theo kiểu một mất một còn, mày chết tao sống. Mã Huỳnh bèn giảng Phật Pháp cho hai con rắn nghe, khuyên chúng hãy buông bỏ tâm tham sân si và nên giải oán kết cùng phụ nữ này, khéo tích đức hành thiện, tu hành cho tốt để tương lai được sinh vào cõi lành, tu thoát luân hồi, không còn thọ khổ nữa. Hai con rắn cung kính thọ giáo, chúng đồng ý rời khỏi phụ nữ kia, nhưng ngỏ ý xin được thêm Mã Huỳnh 5 năm để nghe Pháp tu hành. Mã Huỳnh chấp thuận rồi thì phụ nữ kia lập tức đứng dậy, hồi phục như bình thường. Sợ cô ta sau này lại dẫm vào vết xe cũ, Mã Huỳnh liền hỏi cô có muốn lấy hồ ly ra khỏi thân chăng. Cô vội vã lắc đầu, lộ vẻ rất không đồng ý, vì sợ mất hết thần thông của hồ ly thì sau này sẽ không kiếm được nhiều cúng phẩm tiền bạc béo bở nữa. Mã Huỳnh liền khuyên cô, hồ ly đó đã tu hơn 1.300 năm, nếu hiện tại cô không chịu giải quyết cho dứt khoát, thì tương lai lúc nó bỏ đi, cô sẽ càng thê thảm hơn hiện thời nữa. Nhưng cô ta vẫn khăng khăng không chịu. Do tâm cô không hướng thiện, thì định nghiệp cũng khó chuyển. Cho dù Phật tái lai cũng khó độ người không duyên. Mã Huỳnh đành để tùy ý cô. Còn chuyện thứ hai phức tạp, lằng nhằng hơn, nhưng chúng sinh được hóa độ rất nhiều. Cũng vào năm 2009, một học sinh ở huyện Hoàng Đài đột nhiên bị quái bệnh. Một lần ngủ tới mấy ngày, ăn uống vô độ, hễ bệnh phát nặng thì chửi rủa, đánh mắng người. Do bệnh nghiêm trọng nên em phải nghỉ học ở nhà chữa trị. Do học sinh này là con trai duy nhất nên cha mẹ rất sầu lo. Cha em là giám đốc một hãng xưởng nọ thuộc nhà giàu có, nên ông đã đem con đến rất nhiều y viện để khám, nhưng chữa trị không kết quả. Sau đó, ông đành đem con về nhốt trong nhà, giao cho người mẹ chăm sóc. Nhưng kỳ quái là, mẹ em sau đó cũng bị bệnh. Đột nhiên, bà bắt đầu hút thuốc, uống rượu, những điều trước đây bà chưa từng làm. Tinh thần rất kích động, có lúc liên tục mấy ngày không ngủ, miệng luôn lẩm bẩm, lầm thầm, chẳng biết là nói gì. Chứng kiến một gia đình đàng hoàng bỗng dưng thành ra như thế, cha em chỉ biết nghi mắt mà nhìn, tinh thần suy sụp. Tình cờ được người giới thiệu, ông tìm đến Mã Huỳnh hỏi xem có cách nào trị chăng. Mã Huỳnh vừa nhìn qua đã biết ngay tình huống phức tạp, đơn giản là không dễ mó tay vào. Nguyên là bệnh của con trai và vợ ông này là do bị tà nhập vào quấy nhiễu. Nhưng tà trong đây không phải một mà là có tới 5 vị, chủng loại cũng bất đồng. Trong đám dựa nhập này có một kẻ là oan quỷ, cũng không hề xa lạ, chính là anh ruột của ông giám đốc. Do lúc sống công tác không thuận lợi, ở đâu cũng gặp trắc trở, lòng thập phần chán nản. Nhưng em trai y lại tài giỏi, sự nghiệp thành đạt.
Vì muốn giúp anh, ông giám đốc có lòng tốt hỗ trợ cho anh tự lập một chi nhánh để anh tạo sự nghiệp riêng. Vốn tính tiết kiệm, người anh bèn chọn địa điểm xây dựng hãng xưởng nhỏ nơi một nền nhà cũ bỏ hoang tại nông thôn. Mộ tổ tiên ông cũng nằm trong đây. Do bị cỏ tạp mọc đầy nên chẳng còn trông thấy một phần. Lúc đào nền lên, tài xế không rõ tình huống nên đã cho san ủi hết mộ tổ tiên, khiến xương cốt vùng này bị trộn lộn rối beng. Ngay ngày hôm đó, anh của ông giám đốc đến hiện trường chỉ huy, xui xẻo bị một tảng đá từ trên cao rơi xuống đè nghẹt, khiến anh chết không toàn thây. Thi thể máu thịt bầy nhầy, thân biến dạng hoàn toàn, thảm đến chẳng nỡ nhìn. Do anh chết chẳng lành, lúc thần thức lì thay, oán khí dâng tràn, anh cho rằng do tại thằng em nên mình mới gặp nạn đột tử như thế, nên nhất quyết báo thù. Biết em mình cưng nhất đứa con trai một, nên anh đã gá dựa vào và hành xác thằng nhỏ, khiến toàn gia người em đau khổ, sợ hãi khó khăn, tài sản cũng bị tổn thất hư hao. Trước tiên, Mã Huỳnh nói chuyện với vong linh người anh, giải thích rằng việc em ông làm là xuất phát từ lòng tốt muốn giúp anh tạo sự nghiệp. Nhưng anh bị hoạn tử là ngoài ý muốn, chẳng nên oán trách em mình. Nhưng oan quỷ nói, trên đời này cái gì cũng có nguyên nhân. Kiếp trước người em này từng hại y và thiếu nợ y rất nhiều. Đời này do họ đầu thai cùng làm anh em, nên hắn mới có hảo tâm giúp y, nhưng lại khiến y chết thảm. Vì vậy, nợ tiền kiếp lẫn hiện kiếp gì y cũng nhất quyết phải thanh toán cho xong. Mã Huỳnh khuyên, oán thù nên giải chớ nên kết. Nếu y đồng ý, ông sẽ siêu độ truy về thiện đạo hưởng phúc. Nhưng oan quỷ rất cố chấp, khăng khăng nhất định đòi báo thù. Bất đắc dĩ, Mã Huỳnh đành trì chú thỉnh Diêm Vương đến, cưỡng chắc hồn y đi chỗ khác đầu thai. Nào dè, chừng 2 tiếng sau, thấy quan quỷ lại lót tót quay về. Té ra, sau khi Diêm Vương tra sổ xem án đời trước, thấy rõ ràng người em quả có thiếu nợ y rất nhiều. Y muốn báo thù là do định nghiệp xui khiến, đây là lẽ đương nhiên. Diêm Vương cũng không có quyền can thiệp, đành phải thả truy trở về, được phép tùy ý báo thù. Hiểu rõ định luật nhân quả rồi thì không ai có thể sửa đổi, chỉ nương vào hòa giải khiến hai bên hài lòng mà thôi. Mã Huỳnh tiếp tục khuyên ông giám đốc là người em nên sám hối nghiệp tiền khiên, đồng thời cần phải bỏ tiền ra tạo công đức hồi hướng cho anh. Bản thân Mã Huỳnh cũng sẽ làm lễ siêu độ cho người anh vãng sinh thiện đạo, ly khổ đắc lạc. Oan quỷ nghe nói vậy thì cuối cùng cũng chấp nhận. Y bày tỏ, trước tiên sẽ không hành hạ con trai người em nữa, nhưng nếu muốn y rời đi thì phải chờ xem người em biểu hiện lòng ăn năn và chuộc lỗi có thành tâm hay không rồi hẳn tính. Việc này coi như tạm xong. Trừ oan quỷ này ra, trên mình em học sinh kia còn có 4 loài khác dựa sát, gồm một con rắn bạch, một con rắn hồng, một con hồ ly, một con sói hoang. Con bạch xà cầm đầu cả nhóm, bọn chúng cùng kết làm quyến thuộc với nhau. Theo Mã Huỳnh tả thì con bạch xà này dài khoảng 50 mét, to như thùng nước. Nó tu đã hơn 1000 năm. Bà ngoại của em học sinh này xưa vốn là bà đồng, quanh năm xem việc cho người. Kể từ thuở đó, 4 vị này đã tìm tới gá dựa rồi. Sau đó thì chúng gá tiếp vào chồng bà. Thân xác ông ngoại em học sinh này do âm khí quá nhiều nên ăn không tiêu và sớm tạ thế. Vì đã có túc duyên cùng nhau từ đời trước nên 4 con yêu này hiện đang gá vào thân bà vợ giám đốc để bà tiếp nối tổ nghiệp làm bà đồng. Nhưng do hiện thời trên thân bà giám đốc này dương khí còn quá mạnh nên bọn chúng không thể gá nương. Vì vậy, trước tiên phải hành đứa con trai độc nhất của bà, buộc bà phải sầu lo tiều tụy, sức khỏe bị ảnh hưởng sẽ khiến dương khí suy sụp, khi đó chúng sẽ gá vào thân bà. Mã Huỳnh đã đàm phán cùng chúng, 4 vị này rất có thiện căn, lập tức đồng ý sẽ không quấy nhiễu nữa, nhưng ra điều kiện là Mã Huỳnh phải sắp xếp thời gian làm lễ siêu độ cầu cho chúng vãng sinh cõi thiện.
Mã Huỳnh hoan hỷ đáp ứng. Ngay hiện trường, ông truyền tam quy cho chúng và ban pháp danh Minh Tâm, Minh An, Minh Lý, Minh Đắc. Hàm ý là kể từ đây, sau khi chúng quy y theo chánh pháp rồi, thì tâm an lý đắc, tu hành giải thoát. Mã Huỳnh kể, khi đó Bạch Xà đã thổ lộ tâm tư rất cảm động, tôi nghĩ nên thuật lại để cảnh tỉnh mọi người. Vì cõi súc sinh là một trong tam ác đạo, hết sức khổ. Bốn con vật dự sát này đều có thọ mạng hơn ngàn năm trở lên. Chúng đã trải qua biết bao cuộc phong vũ tang thương, chứng kiến bao triều đại đổi thay. Chúng sống được đến giờ phải nói là chuyện không dễ. Nhưng chúng khẩn cầu Mã Huỳnh dốc sức siêu độ vì muốn được phản sinh thiện đạo. Nên khi thỉnh cầu như vậy có nghĩa là chúng chấp nhận kết thúc thọ mạng còn dài đang sở hữu. Chấp nhận từ bỏ cuộc sống hơn cả ngàn năm đã có thần thông và tình nguyện được mau chóng chết. Do vì quy luật trong vũ trụ là chỉ có thông qua thân người mới có thể tu hành giải thoát, nên những loài ở cõi súc sinh vĩnh viễn không thể tu thành chính quả, thoát luân hồi. Chỉ trừ một thiểu số cực ít, đặc biệt mới có ngoại lệ. Những thiểu số này chính là Phật Bồ Tát thị hiện. Chẳng hạn như trong Kinh Pháp Hoa có Long Nữ 8 tuổi thành Phật. Long Nữ sở dĩ có thể chuyển thân nam ngay, lập tức thành Phật. Ngoại trừ bậc Thượng Trí Lợi Căn ra thì quan trọng nhất vẫn là tâm xả ly. Bởi Long Châu không những có giá trị liên thành mà đối với loài rồng còn là quan hệ sinh tử. Một khi bị mất đi, tính mệnh sẽ khó bảo toàn. Nhưng Long Nữ không chút do dự đã đem bảo châu cực quý trong tay hiến cúng Phật và lập tức thành Phật. Có thể giải thích rằng nhóm Bạch Xà gồm 4 vị chủng loại khác nhau đó, tâm xả ly của họ so với Long Nữ có thể nói là dị khúc đồng công. Vì xà cũng thuộc Long tộc, mà loài rắn biết cầu tiến thường hiếm. Có 2 trường hợp cho chúng là: 1. Phải hội đủ nhân duyên phúc báo lớn mới gặp được bậc tu hành cao, thanh tịnh, có tâm từ bi, đủ sức niệm Phật siêu độ cho chúng. Nương vào Phật lực gia trì mà chúng được trực tiếp sinh sang cõi tịnh của chư Phật. 2. Khi báo thân súc sinh kết thúc, chúng sẽ tiếp tục đầu thai, mang thân người, được hữu duyên gặp Phật Pháp, có thể theo trình tự thứ lớp tu hành, vượt thoát luân hồi. Nhưng 2 tình huống này tính ra rất hy hữu khó gặp, xem như khó chồng khó. Bạch Xà nói, chúng tôi muốn có được thân người tu hành là rất khó, khó cực kỳ. Nhưng đa số loài người các vị có được thân người là không biết trân quý, không biết nương vào thân người để nắm bắt cơ hội tu hành. Lại tham mê ngũ dục, túng tình phóng dật. Một khi mất thân người, trầm luân đọa lạc, có muốn tu hành cũng khó. Tôi thật là ước ao thèm muốn và tiếc cho loài người các vị. Sau khi Mã Huỳnh bàn bạc ổn thỏa cùng với 4 kẻ dự sát xong, thì chúng vui vẻ rời đi. Lập tức em học sinh kia bình an trở lại, trạng thái hồi phục bình thường. Không ngờ, mẹ em thần trí tiếp tục bất ổn. Hóa ra là có những chúng sinh khác gá vào. Mã Huỳnh vừa hỏi thì mới biết đó là cha mẹ ruột của bà đã mất. Nhưng vì lúc sống họ bị gá dựa làm đồng, chết rồi thần thức không thể chuyển sinh, thái điều trở thành huyến thuộc của quỷ phương La Sát, nhận chịu đòn roi thọ khổ hết chỗ nói. Họ cũng năn nỉ cầu xin được siêu độ. Mã Huỳnh hoan hỷ đáp ứng. Sống trước vừa đi, sống sau liên tục tới, tất cả đều là lịch đại tổ tông của mẹ em học sinh. Do lâu nay họ lưu lạc trong quỷ đạo, giờ nghe tin biết Mã Huỳnh sắp tổ chức đại lễ nên vội đến cầu xin ông siêu độ cho. Bởi hữu duyên thì đến, Mã Huỳnh đều nhất nhất đáp ứng. Nhóm cuối cùng là 2 vị rất lạ. Khi họ nói là lịch ra, mọi người tại hiện trường đều kinh ngạc, hết hồn. Bởi vì đó là 2 vị trời ở cõi Tứ Thiên Vương. Do bọn họ vốn có túc duyên với gia đình này, thuở còn sống nhờ biết tu thập thiện, rộng tạo công đức, nên sau khi chết rồi,
họ được sinh vào tầng trời thấp nhất của dục giới, là cõi tứ thiên vương, cùng vui hưởng phúc trời. Nhưng giờ đây họ vẫn ngỏ ý cầu xin Mã Huynh siêu độ cho. Mục đích của họ là muốn được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mã Huynh có chút nghi ngờ, liền chất vấn. Hai vị trời bèn giải thích. Mặc dù cõi tứ thiên vương có phúc báo thù thắng, thọ mệnh tới 500 tuổi. Một ngày ở đây bằng 50 năm nhân gian, 500 tuổi thọ cõi trời này tương đương 9.125.000 năm ở trần gian. Thế nhưng, phúc trời một khi hưởng hết rồi thì chúng tôi vẫn phải theo nghiệp đã tạo trước đó mà thọ sinh. Nếu phúc đã hưởng hết rồi thì e là vẫn có thể bị đọa vào ba cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tiếp tục cảnh luân hồi thọ khổ trong lục đạo. Vì vậy, hiện thời tuy cảnh vui nơi cõi trời thù thắng vi diệu vượt xa cõi người, nhưng ngẫm lại không được rút ráo bền lâu, nên chúng tôi thấy chẳng có gì đáng lưu luyến. Vì vậy mà đồng muốn xả bỏ thọ mệnh cõi trời để cầu vãng sinh cực lạc, chủ yếu là nương nguyện lực Phật A-di-đà tiếp dẫn. Nhưng muốn được như vậy cần có đủ nhân duyên chín mùi, mà nhân duyên hiện thời được gặp ngài đây đúng là hy hữu khó có. Thế nên, chúng tôi mới phải hiện thân khẩn khoản thỉnh cầu ngài. Ngài chỉ cần đáp ứng nhận làm lễ cầu siêu cho chúng tôi thôi, không phải lo gì khác. Hai vị trời còn đề xuất thêm một yêu cầu nữa. Họ kể rằng vị lãnh đạo địa phương này vốn có túc duyên cùng với họ và cũng khai báo rõ họ tên của viên quan đó cho Mã Huynh biết. Họ khẩn khoản thỉnh cầu thầy khi cơ duyên đến, xin hãy từ bi, xét theo căn cơ mà hóa độ trong ta tin Phật, niệm Phật dùm. Hiện nay, vị lãnh đạo này dưới sự cảm hóa của Mã Huynh cũng đã bắt đầu tin Phật tập tu rồi. Mã Huynh sau khi nghe hai vị trời bày tỏ nỗi lòng, liền phát đại bi tâm, vui vẻ nhận lời, ấn định thời gian làm lễ siêu độ cho hai vị trời. Chuyện thiên thần cầu siêu độ thật là hiếm có, đáng để chúng ta khảo chứng. Chuẩn bị đầy đủ xong xuôi, mấy ngày sau, vào đêm nọ, Mã Huynh đúng hẹn tổ chức đại lễ siêu độ cực lớn. Trước tiên, ông làm lễ triệu thỉnh các chúng sinh đến ứng cúng, sau gia trì pháp thực, cam lộ thủy để họ hưởng dụng tận tình. Cuối cùng là cung thỉnh chư thánh. Mã Huynh hướng dẫn các chúng sinh hiện có đồng chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật và cung thỉnh chư Phật Bồ Tát Quan Âm từ bi tiếp dẫn. Theo như Mã Huynh và những người có thiên nhãn đồng chứng kiến và tường thuật, thì tối đó Phật quang đại hiển, không trung tràn ngập những đóa sen hồng, Tây Phương Tam Thánh và vô số Bồ Tát đồng hiện thân đến, các chúng thiên nhân, quỷ, súc sinh, sở hữu đều có mặt tại hiện trường. Tùy theo thiện căn và túc nghiệp bất đồng mà hướng đi của họ cũng khác nhau. Những vị đủ phúc thì vào được liên hoa, liên hoa liền bay lên, toàn bộ đồng theo Phật A-di-đà vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn những ai không vào được liên hoa thì Bồ Tát Quan Thế Âm hướng dẫn họ đầu sinh cõi thiện, đợi nhân duyên chín mùi, sau đó nghe pháp thực hành tu đến giải thoát. Đại lễ kéo dài 4 tiếng, các cõi chúng sinh đều được đại hoan hỷ, mỏi mỏi tự thác sinh vào chỗ của mình. Người tham gia cũng tiêu trừ nghiệp chướng, pháp hỷ sung mãn. Đối với Phật Pháp càng sinh khởi tính tâm kiên định, không gì sánh bằng. Câu chuyện thứ hai, cô bạn tiến sĩ. Cô Y, bạn tôi, là tiến sĩ kinh tế kiêm giảng sư cao học. Cô không hiểu Phật giáo, không học Phật, nhưng lại ngộ ra chuyện sinh tử của kiếp người là một vòng tuần hoàn liên tục, chẳng đáng sợ. Cô không hay tụng niệm, nhưng lại nhìn thấy cảnh giới của người lâm chung, hiểu rõ cần phải niệm Phật mới có thể giúp người mất bình an chuyển sinh. Rằng muốn giúp đỡ người sau khi chết, thì điều cần làm đầu tiên là nên thỉnh tu sĩ các chùa làm lễ siêu độ cho. Cô Y bẩm sinh đã có ngộ tính và trí huệ cao, tất cả đều xuất phát từ tâm thanh tịnh từ ái, không tham mê danh lợi hồng trần của cô.
Xưa kia, gia tộc cô cũng có một vị là tu sĩ ở trong Tử Cấm Thành chuyên hướng dẫn hoàng cung tu. Cô kể tôi nghe, lần nọ, ông Tú là thân nhân của bạn cô Tạ Thế. Cô đến thăm, để tránh làm phiền tang quyến, cô đứng bên ngoài phòng bệnh. Gia đình người mất hoàn toàn không theo tôn giáo nào. Thế nhưng chị dâu ông Tú là tin Phật, niệm Phật. Cho nên bà bất chấp những người trong gia đình ngăn cản, cương quyết tiến vào phòng bệnh, niệm Phật cầu cho người mất. Cô y không hiểu gì về Phật, cô chỉ chắp tay lại, chí thành nguyện cầu cho ông Tú ra đi an lành. Có lẽ chị dâu của người mất niệm Phật thành tâm nên được cảm ứng. Vì cô y nhìn thấy rõ cảnh tượng người mất biến hóa đến kinh ngạc. Ngay trong tiếng niệm Phật vang vang của chị dâu, cô thấy phong linh từ giường bệnh bay ra khỏi xác, hình dáng trong suốt, nhẹ như khói mây. Đầu tiên, ông bay lên dừng nơi trần nhà phòng bệnh. Nhìn thật lâu vào tất cả những gì đang xảy ra trên xác thân ông. Cuối cùng, trước mặt ông đột nhiên xuất hiện một con đường sáng xông thẳng lên trời. Thế là phong linh nương theo con đường hình trung ốc tràn ngập ánh sáng đó, bay thẳng lên vũ trụ vô biên. Cô y tận mắt chứng kiến sự tình này thì đột nhiên khai ngộ, hiểu rằng chuyện tử vong của con người không đáng sợ, bởi vì tiếp theo sau cửa tử, một đời sống mới lại bắt đầu. Có đáng sợ chăng là nghiệp ác người mất đã tạo và phải đem theo mà thôi. Do vậy, khi sống ta cần phải làm toàn điều thiện. Còn nữa, khi làm đám cho người chết, nhất định thân quyến không được giết chóc cúng mặn mà phải cúng chay. Khi người thân chết, quyến thuộc tuyệt đối không được khóc, vì làm như vậy sẽ khiến người mất tâm bất an, bị quyến luyến vương vấn, làm rối lòng. Mà nếu họ khởi một niệm loạn sai thì sẽ bị đọa. Cô còn bảo tôi, lúc ba chồng cô qua đời, cô thấy rõ vong linh ông bay lên vách tường phòng, nên lập tức bảo chồng. Ba chưa đi đâu, hiện vẫn còn ở trong phòng này. Một lát sau, phong ba chồng cô từ từ bay ra cửa sổ. Cô đem kinh nghiệm này kể tôi nghe và nói. Chết thực tế là tiếp tục sinh, cho nên đối với tử vong không có gì đáng sợ, nếu như bạn luôn sống thiện. Nhưng trong thời đại khoa học này, khó mà giải thích cho người ta hiểu được chuyện chết và cảnh giới sau khi chết tiếp theo sau đó. Do đa số mọi người đều chẳng biết chết là thế nào. Họ chỉ biết hễ sống thì lo tranh đấu, giành giật, tham ái ăn ngon. Do mê lầm này nên họ tạo đủ tội ác, đem đến vô vàn thống khổ cho tâm và thân. Thượng sư tôi đã nhiều lần nhắc nhở, các chứng bệnh của con người ta như nghẽn mạch máu não, si đa, bại liệt, trúng phong, ung bướu, thần kinh là từ đâu đến? Là do tham ái tạo thành, là do sát, đạo, dâm vọng, chiêu cảm. Tại Mỹ, thông thường khoảng 2-3 tháng trước khi người bệnh sắp tạ thế, bác sĩ luôn thông báo rõ tình hình cho người bệnh biết để họ tiện xử lý mọi việc khi còn sống và bình tĩnh đón cái chết đến. Còn đa số người Đông Phương chúng ta xưa nay không được giáo dục như thế, lại không có chút hiểu biết về sinh và tử. Cho nên, mỗi khi có người bệnh lìa đời, thì gia quyến còn biểu diễn cảnh khóc lóc níu kéo gây náo động trùm beng, khiến người chết càng bị ái luyến trói buộc, thống khổ nhiều thêm. Chưa kể, những nguy hại do tang quyến sát sinh quá nhiều để cúng tế. Họ hoàn toàn không biết rằng, làm như thế chỉ khiến linh thức người mất đọa vào ác đạo. Đối với người mất chỉ có hại, tuyệt không giúp ích được gì. Thế nên, nếu chúng ta yêu thương gia đình và thân hữu, thì nhất định trong lúc họ còn sống, phải nói cho họ hiểu rõ về cái chết, để mọi người ngay trong lúc còn sống, biết chuẩn bị thật tốt cho phút ra đi, bằng thiện nghiệp tích lũy của chính mình. Và ngay giây phút người thân chết đi, không nên khóc lóc làm ầm, phá rối sự vãng sinh của họ. Muốn đoạn trừ phiền não, liễu sinh tử, chứng bồ đề thì phải tu hành. Ai tu nấy đắc, chẳng tu thì chẳng đắc. Việc quan trọng tối cần của mọi người chính là liễu sinh tử. Câu chuyện thứ ba,
người xưa nay ở đâu? Một pháp hữu trong nhóm bạn đồng tu của tôi, xin tạm gọi là cô X. Cô dung mạo xinh đẹp, có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh. Tuổi còn thơ đã vào học viện âm nhạc. Trong mắt thầy bạn, cô là ngôi sao nhỏ, đã sớm lên sân khấu biểu diễn, được kết nạp vào đoàn âm nhạc chuyên nghiệp và vinh dự ký hợp đồng với công ty ca vũ nổi tiếng. Năm 2000, cô phát tâm quy y học Phật và ngưng ca hát, tính đến nay đã hơn 10 năm. Nhưng tài không hề mất, khả năng thưởng thức âm nhạc vẫn rất tinh tế. Cô dễ dàng nhận ra những sai sót nhỏ trong lúc các minh tinh biểu diễn mà không ai nhận ra. Cô tài hoa, xinh đẹp, đặc biệt từ khuôn mặt thanh thoát luôn toát ra nét anh hùng oai phong. Dù cô sống phong lưu quyền quý, nhưng không hiểu kiếp trước cô đã tạo nghiệp chi mà đời này hiển lộ rất nhiều bệnh lạ. 1. Da quá mẫn cảm. Khi cô đến tiệm may thử y phục, hễ y phục vừa chạm vào hay quét sơ qua, thì toàn thân cô giống như bị roi đánh. Lập tức một lằn đỏ xuất hiện trên da, nhìn rất đáng sợ. Tai cô mà bị ngứa thì nhìn cũng giống như bị roi đánh qua, vì có từng lằn đỏ nổi lên. Thậm chí đối với ánh sáng huỳnh quang cô cũng bị dị ứng. Hễ ở trong phòng có ánh sáng này chừng 10 phút là da cô nổi đỏ. Rửa mặt cũng bị nổi đỏ đầy mặt, phải 10 phút sau mới hết. Dù có đến các y viện đi khám đủ bác sĩ đông lẫn tây y thì họ đều nói cô bị bệnh mề đay mẫn cảm, trong máu có độc, năng lực miễn dịch đề kháng cao, do hệ thống phòng vệ quá mức, có thể nói giống như kiểu ngay cả cỏ cây cũng nghi là giặc. Cô tốn tiền chữa trị nhiều mà bệnh không thuyên giảm. Năm 2001, cô lên Ngũ Đại Sơn lễ Bồ Tát Văn Thù. Qua hôm sau thì không hiểu sao da cô bị mẫn cảm nghiêm trọng, mặt cô nổi đỏ và sưng phù. Cô sợ rằng sẽ bị hủy dung mạo nên chuẩn bị quay về Bắc Kinh khám bệnh. Lúc ấy, sư phụ cô an ủi giải thích, không nên lo, đây là hiện tượng tiêu nghiệp. Nghe nói thế, cô an tâm phần nào nên không về Bắc Kinh nữa. Cô dẫn mấy người bạn cùng đi lễ khắp Ngũ Đài. Từ Ngũ Đài Sơn quay về, cô rửa mặt xong thì hết thấy sưng. Kể từ đó, độ mẫn cảm của da cũng giảm hơn phân nửa. Tận đáy lòng cô rất tri ân Bồ Tát Văn Thù đã từ bi gia hộ. Sau khi cô phát nguyện ăn chay trường thì bệnh trạng bắt đầu chuyển tốt. Độ mẫn cảm của da giảm đi 6-7 phần. Đến nay, cô đã ăn chay hơn 10 năm, song chứng bệnh vẫn chưa dứt tuyệt gốc. 2. Luôn thấy thiếu nước. Cô khoảng 50kg, nhưng hễ thức dậy là uống nước không ngừng, uống mãi cho đến đêm khuya đi ngủ mới thôi. Hằng ngày cô uống khoảng 8 đến 15 bao nước, lúc nào cũng mang nước kè kè bên mình, còn phải phun nước lên mặt. Do cô cần nước nên rất thích tắm rửa bơi lội. Cô có thể tắm ngâm nước lâu cả ngày mới chịu lên bờ. Nếu theo thuật bói toán bát tự thì ngày tháng năm sinh của cô cung mệnh vững, thổ chắc, thủy vượng, không hề bị thiếu nước chi. Nhưng thực tế nhìn vào cách sinh hoạt thì thấy cô cư xử như luôn bị thiếu nước. Không nước thì không thể sống, thường khát nước, uống không ngừng, còn phải rưới nước lên mặt và ưa ngâm mình trong nước. 3. Mộng thấy tiền thân. Mấy năm trước, mẹ cô mộng thấy nhân duyên kiếp trước của hai người. Mẹ cô cũng là một Phật tử thuần thành, cùng quy y một lượt với cô. Sau khi quy y Phật rồi, bà cũng ăn chay trường, đến nay đã hơn 10 năm. Bà thường xuyên lễ bái, sám hối, hằng ngày sớm tối đều công phu tĩnh tọa niệm Phật không biến lười. Bà mộng thấy con gái kiếp quá khứ là một vị nguyên soái, tóc xanh trẻ tuổi, còn bà là một danh tướng đầu bạc dưới trướng của vị nguyên soái này. Tỉnh dậy, bà hiểu ra, hèn gì mà đời này con gái vẫn có thói quen thích chỉ huy bà. Bà cũng một bề nương tựa nghe theo phục vụ. Nhưng cũng có lúc bà nhìn lại, cảm thấy con gái sao mà vượt quá phận, dám sai sử bà, nên tỏ thái độ phản kháng không vui. Nhất là khi bà sực nhớ mình là mẫu thân
không thể để cho con tùy tiện sai sử. Mẹ và con đều có tính quật cường, lãnh đạo. Chính vì vậy mà đời này giữa họ thường xảy ra xung đột, cãi nhau chẳng ngưng, đến nỗi nhiều lần phát sinh giận hờn, chia xa. Nhưng rồi sự việc vẫn như cũ, vì tình thương khó chia khó cắt. Mẹ bộc bề sống theo con gái, con cũng hết lòng phụng dưỡng mẹ. Mẹ sống cứ thỉnh thoảng bị lâm vào cảnh con chỉ huy. Họ vô tình hành xử theo thói quen và nghiệp lực quá khứ còn gieo ảnh hưởng đến đời này. Hoàn toàn không biết mình là ai, vì sao như thế? 4. Vén màn quá khứ, sám hối lỗi xưa. Tháng 7 năm 2012, dưới Phật lực gia trì, nhân duyên khuất tất trong đây được một vị đồng tu thông tuệ tình cờ đến nhà họ tham dự đại lễ cầu siêu và ngủ lại 3 ngày, đã giải ra đáp án. Sau khi đại lễ hoàn tất, mọi người cùng ngồi trò chuyện, thì vị thông tuệ bỗng im mặt, nhìn chăm chú vào cô X đầy vẻ ngạc nhiên. Cô X thấy vậy thì mỉm cười hỏi, sao ông nhìn lạ thế, đã thấu tiền kiếp của tôi rồi phải không? Vị này nghiêm trang gật đầu đáp, tôi nhìn có một trại quân vào thời cổ đại, vị nguyên soái thập phần oai vệ anh tuấn chính là cô, đang đóng trú ở đó. Lão sư Trịnh Bá Đức nghe vậy liền hỏi, ông xem trên lá cờ của vị nguyên soái này ghi chữ gì? Ồ, tôi nhìn thấy rồi, là chữ Chu. Họ Chu ư? Chúng tôi đồng suy nghĩ, thế thì ông tướng Chu này thuộc triều đại nào đây? Vị thông tuệ nhắm mắt một lát thì nói, tôi nhìn thấy cô rồi, là một nam tử trẻ trông rất uy phủ anh tuấn, mọi người chung quanh đều gọi cô là Đô Đốc. Đô Đốc ư? Chúng tôi đồng lên tiếng hỏi, nhìn nhau ngẩn ngơ. Phải, cô chính là Đô Đốc Chu Du của nước Ngô thời Tam Quốc. Mẹ cô là tướng quân Hoàng Cái nổi danh với khổ nhục kế, trá hàng để gạt Tào Tháo. Căn cứ theo sử ghi, để đối địch với quân Tào hùng mạnh, Hoàng Cái đã cùng Chu Du đề ra mưu kế hỏa thiêu xích bích. Hoàng Cái nói, địch đông ta ít, khó đánh lâu. Tôi quan sát thấy thuyền Tàu nối liền đầu đuôi, có thể dùng hỏa công để thắng. Tôi cam chịu ngày đánh thảm, sau đó sẽ ra bộ bất mãn và lén gửi thư cho Tào Tháo trước, giả vờ đầu hàng. Đợi quân sĩ Tàu chủ quan thì ta phóng hỏa. Nương sức gió mạnh, lửa sẽ thiêu cháy hết doanh trại của địch. Lão tướng Hoàng Cái cùng Chu Du đồng diễn màn kịch gạt Tàu thành công. Thế là trong trận xích bích, tướng sĩ quân Tàu bị thiêu chết, thương vong không thể tính kể. Hóa ra hai mẹ con họ là Chu Du và Hoàng Cái, hai vị tướng tài danh đồn vang dội. Không riêng gì mọi người mà ngay cả cô X cũng kinh ngạc đến há hốc mồm, không nói được lời nào. Vị thông tuệ kể rằng, ông nhìn thấy những tướng sĩ bị thương hại này nằm trong các đội ngũ cực kỳ to lớn. Do bị thiêu chết nên không còn mặt mày, tứ chi thi thể tàn khuyết. Rất nhiều người hiện nay còn chìm trong ác đạo, thọ khổ không thể nói, muốn thoát ra cũng không có ngày. Một số bọn họ đang hiện thân ở trước chúng ta, thỉnh cầu siêu độ cho họ. Vị thông tuệ bảo cô X, do cô hiện tại còn phúc báo lớn nên oan gia trái chủ không thể quấy rối cô nhiều được, nhưng cô nhất định phải sám hối. Hơn nữa, phải dốc sức giúp cho những oan gia bị hại chết này được xuất ly biển khổ. Bọn họ thật quá thảm và đáng thương. Nghe đến đây, cô X rơi lệ, phát tâm sám hối. Cô hướng về các chúng sinh bị hại thốt lời xin lỗi và phát nguyện dùng Phật Pháp làm lợi cho họ. Đô Đốc Chu Du vào thời đó là vị nguyên soái trẻ tuổi oai hùng, tài hoa xuất chúng, danh lưu truyền khắp thiên hạ. Song do sát sinh nhiều nên ông chỉ sống tới 36 tuổi. Hiện thời là năm 2012, là năm rồng, cũng là năm mệnh vận 36 tuổi của cô trong đời này. Nhờ cô biết tu theo Phật Pháp nên sự việc còn có thể cứu vãn. Cô hiểu được vì sao mình bị nhiều bệnh khổ và đã tìm ra đáp án. Riêng tôi cảm thấy do quá khứ là Chu Du
nên đời này của X vẫn còn mang theo hào khí anh hùng. Chu Du trong quá khứ vốn là một mỹ nam tài hoa anh tú, thì đời hậu thân vẫn là mỹ nữ thanh tú, trên mặt còn toát ra khí chất nam tử anh hùng, tính vẫn ưa đọc sách, phong cách lịch lãm, học rộng tài cao. Quá khứ Chu Du tính phóng khoáng, đại lượng, cư xử đắc nhân tâm, tuổi còn trẻ đã được Tôn Quyền Nước Ngô đề bạt trọng dụng. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, tác giả La Quán Trung tả Chu Du bị chọc tức chết, nhưng đó chỉ là lời bị đặt chứ không phải sự thật. Đời này xem hậu thân Chu Du tính cách vẫn hào sảng khoan dung, rất thích hành thiện bố thí, rộng kết duyên lành. Chu Du từ thời thiếu niên đã giỏi âm nhạc, ông có thính giác rất tinh tế về nhạc. Nghe kể rằng dù ông đã uống 3 bình rượu, nhưng khi nghe nhạc tấu lên mà bị sai, ông vẫn nhận ra và lập tức quay đầu nhìn nghệ nhân. Vì vậy mà đương thời còn lưu truyền câu ca dao: nhạc nếu tấu sai là Chu Lang lập tức ngoái đầu nhìn. Người ta thường kể nhiều giai thoại thú vị về thiên tài âm nhạc của ông. Do quá khứ, Chu Lang là một trong những người đã lập mưu hỏa thiêu quân Tàu, nên hiện tại cô X cũng phải trả báo, bởi làm người chết cháy, thèm nước, nên bản thân cô luôn khát nước và bị cảm giác nóng dày vò triền miên. Cô X đã phát tâm sám hối dũng mãnh, chân thành hứa về tất cả những chúng sinh bị hại, nguyện từ đây dùng Phật Pháp làm lợi ích cho họ, đời đời dùng công đức tu tập hành thiện của mình hồi hướng cho tất cả bọn họ được thoát ly biển khổ sinh tử. Tất nhiên, đại nguyện được phát ra bởi tâm ăn năn sám hối vô bờ, vì thương xót những nạn nhân chết thảm mà cô quyết tâm thực hành sự cứu chuộc chân chính bền bỉ. Bệnh cô nhờ đó được tiêu tan, tính tâm càng thêm kiên cố, thu được kết quả tốt đẹp. Đây là tất cả những gì tôi chứng kiến và viết ra trung thực. Bạn có thể không tin, nhưng tôi hy vọng câu chuyện này sẽ đem đến lợi ích cho những ai hữu duyên đọc đến nó.